Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Phê Chuyện. Mình là Summarize và búa của Thor có thể nói là thứ vũ khí đặc biệt nhất của vũ trụ Marvel. Nó không chỉ ban cho người sử dụng nó khả năng hô mưa, gọi gió mà còn có một mã khóa rất đặc biệt. Đó là bất cứ khi nào có ai chạm vào chiếc búa này, khi họ xứng đáng, họ mới được quyền sử dụng năng lực của Thor. Vì thế nên, những người mà có thể dùng được búa Thor là những người vô cùng đặc biệt. Vậy họ là ai? Sau đây Phê Chuyện sẽ đem cho các bạn 10 nhân vật đã từng nhận được chiếc búa của Thor. Và ở vị trí số 10 chúng ta có... mình. Thôi đùa đấy, không phải đâu, bởi vì là vị trí số 10 hôm nay của chúng ta sẽ là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Iron Man kết hợp với Thor. Chúng ta hãy cùng đến với phiên bản lưỡng lòng nhất thể của Thor và Iron Man. Đây mới thực sự là một nhân vật cực kỳ thú vị trong danh sách ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, trong sự kiện Infinity Wars năm 2018, Gamora khi có được 6 viên đá vô cực đã tạo ra chiều không gian trong Soul Gem. Thế giới này là nơi mà hai siêu anh hùng sẽ hợp thể và Iron Man cùng với Thor chính là nhân vật trong video này nói đến. Sigurd Stark, tỷ phú đào hoa với mái tóc và bộ râu đậm chất Viking trong một chuyến đi làm phượt thủ đã bị các Dark Elves tấn công, nhưng mà rất may mắn anh được thân lùn Eitri cứu giúp và bản thân Eitri cũng là một thợ rèn rất tài ba. Ông đã chế tạo cho Stark bộ giáp thần thánh lấy năng lượng từ các ký tự run cổ. Ngoài ra, ông cũng rèn cho Stark thêm cả cây búa thân nữa và nó chính là Mjolnir mà chúng ta đang nói đến trong danh sách ngày hôm nay. Eitri cũng đặt cho Stark biệt danh là Iron Hammer. Và thú vị hơn, trợ lý của Stark không phải là Jarvis hay là Friday như chúng ta vẫn biết mà là Hamdor, nghe quen không các bạn? Sau Iron Hammer, chúng ta bay ra khỏi vũ trụ của Marvel và đến với vũ trụ của DC. Các bạn nghe không nhầm đâu, bởi vì trong vũ trụ DC cũng từng có người nhắc búa Thor và đó chính là Wonder Woman. Trong sự kiện DC vs Marvel số thứ 3 năm 1996, Wonder Woman vô tình nhìn thấy Mjolnir và đã nhấc nó lên. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, cô đã quyết định không sử dụng búa mà đấu tay đôi với Storm. Có lẽ cũng dễ hiểu tại sao mà Wonder Woman có thể nhấc được Mjolnir là bởi vì Wonder Woman là một á thần, cô là hậu duệ của các vị thần tối cao Hy Lạp và là một nữ chiến binh có dòng máu thần thánh chảy trong huyết quản, nên việc cô nhấc được búa Mjolnir cũng là điều không quá khó hiểu. Nếu các bạn đã xem tất cả các phim của Marvel rồi, chắc chắn các bạn sẽ rất là thích Loki dưới sự thủ vai của Tom Hiddleston. Và chắc chắn các bạn cũng thấy rằng là anh chàng này rất là ghen tị với anh trai của mình, đặc biệt là khả năng sử dụng búa của anh ấy. Nhưng mà anh chàng Loki trong truyện đã từng có lần được nhấc búa Thor lên và đánh nhau với cả Thor đấy các bạn ạ. Nghe thì có vẻ không thể tin nổi, nhưng thực tế thì Loki đã từng nâng được Mjolnir rồi các bạn ạ. Trong sự kiện Avengers vs X-Men Assist số thứ 9 năm 2014, trong lúc đánh nhau, Loki sau khi biết được rằng mình cũng nhận được Mjolnir thì đã chớp lấy cơ hội và sử dụng búa để hạ gục anh trai mình. Tuy nhiên, cuối cùng thì Scarlet Witch, Doctor Doom và Red Skull đã sử dụng sức mạnh của mình để phá tan âm mưu của Loki. Riêng, có lẽ là sau một quãng thời gian dài ghen tị với Thor vì ông anh mình có một bảo khí riêng, thì Loki cũng có thể tự hào về bản thân khi nhận được Mjolnir. Như mình vừa nói lúc nãy thì Wonder Woman đã từng nhấc được búa Thor. Nhưng mà ngoài cô ra thì trong vũ trụ DC còn ai khác nhấc được búa Thor không? Tất nhiên các bạn sẽ không ngạc nhiên lắm khi cái tên bây giờ mình nói ra sẽ khá thú vị, đó chính là Superman. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, đây chính là Superman các bạn ạ. Bối cảnh ở đây là câu chuyện bắt chéo giữa DC và Marvel có tên là JLA Avengers năm 2004 số thứ 4. Trong trận chiến của các siêu anh hùng với Krona, khi Thor bị khắc chế, Superman đã nhấc Mjolnir thay cho Thor để chiến đấu. Không chỉ vậy, anh còn sử dụng cả khiên của Captain America nữa. Có lẽ, với một biểu tượng của thế giới siêu anh hùng thì không khó hiểu khi tác giả đã cho Superman khả năng sử dụng Mjolnir, vì tất nhiên, Superman có thừa phẩm chất để có thể sử dụng được thần khí huyền thoại này. Một người có khả năng điều khiển từ tính chắc chắn sẽ có thể điều khiển được kim loại đúng không? Và búa Thor chắc chắn cũng được làm bằng kim loại gì đó đặc biệt, đó là Uru. Thế thì một người như là Magneto có cầm được búa Thor không? Anh ấy làm được đấy. Nghe có vẻ khá là khó tin khi Magneto là nhân vật phi anh hùng và gần như là phản diện. Mà phản diện thì làm sao xứng đáng được với Mjolnir? Nhưng thực tế, trong đồ truyện Ultimates 3 số thứ 5 vũ trụ Ultimates, trong cuộc đụng độ với nhóm Ultimates, khi phải chứng kiến con trai mình là Quicksilver vì che đạn cho mình mà chết, Magneto đã rất tức giận khiến ông phát nộ và sử dụng toàn bộ 10 thành công lực của mình để điều khiển tính từ và chiến đấu với các siêu anh hùng. Trong một khoảnh khắc, Magneto đã hút Mjolnir từ tay Thor và nhấc được búa. Mặc dù cách này giống là mánh khóe hơn là sự xứng đáng, nhưng vì lý do gì, Magneto vẫn được coi là nhân vật có khả năng nhấc được búa Thor và xứng đáng với vị trí trong danh sách ngày hôm nay. Từ nãy đến giờ, chúng ta đã nhắc đến các nhân vật là nam này, nữ này, hợp thể này, từ vũ trụ này, vũ trụ kia này. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đề cập đến một nhân vật Thor phiên bản nữ đúng không?
Sau đây sẽ là Thor phiên bản nữ Jane Foster. Vào năm 2014, Marvel nhá hàng hình ảnh một nhân vật tuy cũ mà lại lạ, đó là phiên bản nữ của thần sấm là Thor. Khi được nhìn thấy hình ảnh này, có rất nhiều ý kiến trái chiều về nhân vật cực kỳ đặc biệt đó, cho đến khi các fan biết được Thor nữ này là không ai khác ngoài Jane Foster, bạn gái cũ của Thor. Vào thời điểm này, Thor đã không thể nhấc được Mjolnir nữa. Thay vào đó, Mjolnir đã chọn cho nó một chiến binh mới, đó chính là Jane Foster. Jane, sau khi nhấc được búa Mjolnir, cô đã trở thành thần sấm mới. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Jane đang bị ung thư, và mỗi khi Jane sử dụng Mjolnir thì bao nhiêu thuốc trong người sẽ biến mất, vì thế các tế bào ung thư không thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, khi Asgard đứng trước bờ vực diệt vong, Jane đã một lần cuối sử dụng Mjolnir để cứu cả Asgard, nhưng cũng vì thế cô đã phải hy sinh mình. Jane Foster đã có một quãng thời gian sử dụng búa Mjolnir khá là lâu khi cô bắt đầu làm Thor cho đến sự kiện Marvel Legacy The Death of the Mighty Thor năm 2018. Trong hành trình 4 năm của mình, Jane Foster đã để lại dấu ấn rất sâu sắc về hình ảnh nữ phàm nhân có thể nhấc được búa Thor thần thánh. Tại vị trí gần cuối là một nhân vật được xuất hiện trong MCU và đã làm một cái điều mà có thể nói là hầu như tất cả các fan khi xem phim đều rất là ngạc nhiên và sốc, đó là Vision. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trong bộ phim Avengers Age of Ultron năm 2015, khi Vision được tạo ra thì một trong những feat đầu tiên của anh khiến cho các fan trầm trồ chính là việc anh nhấc được Mjolnir. Đây là chi tiết đặc biệt thể hiện vai trò cực kỳ lớn của Vision cũng như nguồn sức mạnh tiềm ẩn của nhân vật này. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải lý về việc tại sao mà Vision lại nhấc được Mjolnir, như là việc vì Vision có viên Mind Stone làm cội nguồn sức mạnh nên Mjolnir nghĩ anh là người xứng đáng, hay là khi mà Thor đứng trên chiếc kén của Vision để phá nó ra thì chiếc kén đã sao chép mã gen của Thor để ép vào Vision khiến Mjolnir nhận diện được điểm tương đồng giữa hai cơ thể. Nhưng mà dù bất kỳ lý do gì thì Vision vẫn nhấc được búa Thor, và đây vẫn là một chi tiết cực kỳ hay, và Vision tiếp tục là cái tên được đưa vào danh sách ngày hôm nay. Ngoài Vision ra thì trong MCU đã có hai nhân vật khác có thể coi thôi nhá là đã nhấc được Mjolnir. Trước tiên là Hela. Bà già này thì chắc các bạn cũng không còn lạ lẫm gì nữa, bởi vì bà đã từng đỡ búa một cách rất dễ dàng và bóp nát Mjolnir trong phần Thor Ragnarok. Vậy nhân vật còn lại là ai? Hãy cùng đón chờ nhé. Nếu các bạn đã xem clip Stormbreaker búa mới của Thor thì chắc chắn các bạn cũng biết đến cái tên Beta Rebuild rồi đúng không? Và anh ta chính là nhân vật tiếp theo trong danh sách này đấy. Beta Ray Bill có thể nói là nhân vật đặc biệt nhất của truyện tranh Marvel. Anh là chiến thần cực kỳ mạnh mẽ và có thể sánh ngang được với Thor. Xuất hiện lần đầu trong đầu truyện Thor chương 1 số 337, anh là chiến binh được sinh ra để bảo vệ dân tộc Corbinite, và cũng trong tập truyện này, Bill đã có một trận thư hùng với Thor. Tại đây, anh đã nhấc được Mjolnir và suýt hạ gục Thor cho đến khi Odin xuất hiện để can ngăn. Sau sự kiện này, chính Beta Ray Bill được Odin trao cho món quà cực kỳ lớn, đó chính là búa rìu Stormbreaker, thứ thần khí mà các bạn đã được chứng kiến qua bộ phim Avengers Infinity War. Như mình nói lúc nãy, chúng ta có Vision đã nhấc được búa của Thor, chúng ta có Hela chạm được vào búa của Thor và cản nó lại, thậm chí bóp nát nó. Nhưng mà ngoài hai người đó ra vẫn còn một người khác có ảnh hưởng đến với búa của Thor, và anh ta xuất hiện rất lâu rồi, thậm chí trong Age of Ultron anh ta cũng từng động vào búa của Thor. Anh là ai? Anh ta chính là Captain America. Như các bạn đã biết, búa Thor là một trong các bảo khí thần thánh của vũ trụ Marvel. Điều làm nó đặc biệt là bởi vì chỉ có người xứng đáng và được nó chọn thì mới nhấc được búa. Captain America, một siêu anh hùng hạng A của Marvel, con người vốn là biểu tượng của sự chính trực, dũng cảm, kiên cường và là đầu tàu của các siêu anh hùng trái đất. Thực sự, với tư cách của mình, Captain America là một phàm nhân hiếm hoi được Mjolnir chọn và là người có khả năng sử dụng được nó. Với thành tích này, Captain America đã được nâng lên một bậc mới với khả năng của bản thân. Vậy đội trưởng Mỹ đã nhấc búa Thor như thế nào? Cụ thể, lần đầu tiên Captain America nâng được Mjolnir là đầu truyện Thor chương 1 năm 1966 trong số 390. Vâng, đây chỉ là lần đầu tiên thôi đấy. Khi mà Thor và Captain America phải chống chọi lại đội quân hung hãn của Seth và Grog, trong lúc nguy nan, Captain America đã nhấc được búa Thor trong lúc cố gắng cứu trợ đồng đội. Sau sự kiện này, hình ảnh của Captain America trong mắt Thor đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây thì Captain America đã có được sự kính trọng từ Thor, vì cả hai đều biết rằng để nhấc được Mjolnir thì người được chọn phải là người đặc biệt như thế nào. Và như mình đã nói, vừa rồi chỉ là lần đầu tiên, vì chúng ta còn một lần nữa. Đó chính là trong sự kiện Fear Itself năm 2011, cụ thể là trong tập số 7, khi các Avengers phải chống lại The Serpent. Trong cơn hỗn loạn, Captain America nhấc được búa Thor, và hành động này đã kéo tinh thần cho cả đội siêu anh hùng lên mức cao nhất và giúp cho họ có được sức mạnh để chiến đấu. Và vừa rồi là 10 người từng nhấc được búa của Thor, các bạn thấy sao?
các nhân vật này có thú vị không và chúng mình còn bỏ lỡ nhân vật nào không. Nếu có, các bạn hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Ok, nếu các bạn thích video này, hãy like và share nó. Từ từ đây là cái của Linh nhé. Nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phết Chuyện, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nút chuông nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Ngoài ra chúng mình có một group Facebook, các bạn có thể vào chia sẻ và tranh luận những gì các bạn thích về chủ đề comics có tên là Phết Chuyện. Và chúng mình có cả một Instagram, các bạn có thể lên xem chúng mình làm những gì trên đó nữa là Phết Chuyện Official. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại bạn trong lần tới. Peace.